nghịch lý lương lãnh đạo cao dù doanh nghiệp thua lỗ Vỡ đường ống nước, người dân phải dùng nước đục ngầu Sau ca tử vong do nhiễm vi khuẩn ăn thịt người, Sở Y tế Quảng Nam chỉ đạo đóng Triệt phá đường dây mua bán thật người, núp bóng hiến tạng ở thành phố Hồ Chí Minh Ghen tuông, người phụ nữ tự thiêu trước cổng trường ở Vĩnh Phúc Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những nội dung chính sau đây Tại buổi thảo luận ở tổ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và 2024, diễn ra vào ngày 24 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhận định đây là thời điểm chín mùi thực hiện cải cách tiền lương bởi đó chính là hoạt động đầu tư cho phát triển. Theo Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung ương đã thông qua nghị quyết 27 từ năm 2018 nhưng những năm qua chưa thực hiện được. Theo ông, thực tế, mỗi năm nhà nước vẫn xem xét điều chỉnh lương nhưng mới chỉ ở mức bù vào trượt giá, chưa phải cải cách tiền lương. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lấy ví dụ, lương kỹ sư ra trường 3,5 triệu đồng một tháng thấp hơn lương tối thiểu vùng thấp nhất. Trong khi đó, nguyên lý chung lương phải đảm bảo cuộc sống của người lao động và gia đình họ. Do đó, cần thực hiện lộ trình cải cách tiền lương đề ra lần này, cùng với đó là cải cách tiền lương khu vực doanh nghiệp nhà nước. Ông cũng chỉ ra, nhiều doanh nghiệp nhà nước hiện đối mặt tình trạng làm ăn thua lỗ và nghịch lý là công nhân thu nhập thấp, nhưng lương người quản lý vẫn rất cao. Tới đây, cần cải cách theo hướng nhà nước không can thiệp thang bảng lương để doanh nghiệp toàn quyền chủ động xây dựng hệ thống lương thưởng của mình. Bộ trưởng cho biết Cả nước bỏ hệ thống thang bảng lương hiện hành. Bàn tay của nhà nước chỉ can thiệp ở mức ban hành mức lương tối thiểu. Ngoài ra, tư lệnh ngành lao động thương binh và xã hội lưu ý cần kịp thời điều chỉnh cho người đang hưởng lương hưu trợ cấp. Ông chỉ rõ, dự kiến từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 khi thực hiện cải cách tiền lương, lương cơ sở được bãi bỏ, trong khi thực tế, những người nghỉ hưu đã thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội nhiều năm theo mức lương cơ sở. Bộ trưởng đặt câu hỏi, vậy tới đây, người hưởng lương hưu trợ cấp có được cải cách tiền lương nếu không nâng mức hưởng lương hưu, vô hình chung sẽ để người hưu trí tụt lại phía sau, càng xa hơn so với thực tế đời sống xã hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh. Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, đoàn Hà Nội cho biết, điểm nhấn 2024 là tăng lương theo nghị quyết 27 của Bộ Chính trị. Hiện nay, chính phủ đã xây dựng đề án cải cách tiền lương đang chờ trình Quốc hội thông qua. Bà Mai phát biểu, theo đề án này, lương của cán bộ công chức và lực lượng liên quan sẽ tăng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 vấn đề đi kèm với tăng lương là phải kiểm soát lạm phát. Có thể nhận thấy mỗi lần tăng lương, kể cả lương đối với người nghỉ hưu đều có tác động đến giá cả, lạm phát. Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai dẫn chứng, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê thì chỉ riêng năm 2023, tính 4 tháng, có đến 32% các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi giá cả tăng cao. Nếu tăng lương mà không kiềm chế lạm phát thì ý nghĩa của tăng lương không được đảm bảo. Bà Mai cho rằng cần phải tăng lương thực chất, không cao bằng. Trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn ở mức trường mực, Tăng lương là cả cố gắng lớn. Những ngày qua, hàng nghìn hộ dân tại các xã Cẩm Vịnh, Cẩm Mỹ, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh phản ánh tình trạng nguồn nước sạch từ nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyên cấp về có màu vàng đục, có cặn bùn, mùi hôi tanh, rất khó sử dụng. Nguồn nước thay đổi khiến cuộc sống người dân địa phương đảo lộn lo lắng. Theo người dân địa phương, tình trạng nước sinh hoạt bị đổi màu, cặn bùn xảy ra khoảng 3 ngày qua. Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã liên hệ đơn vị cấp nước và nhận được thông báo do sự cố đường ống. Đến chiều 24 tháng 10, nước cấp về đã mạnh và đỡ đục hơn. Sông vẫn còn ván mờ, bám vào thau chậu nếu chứa nước lâu. Do nước chảy về trước đó quá bẩn nên một số gia đình phải tháo gỡ một số vật dụng như bình nóng lạnh để sụt rửa làm cho sạch trở lại. Tổ trưởng Tổ Vận Hành, nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyên thuộc Trung tâm Nước Sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Hà Tĩnh cho biết, ngày 21 tháng 10, đường ống chính nhà máy nước gặp sự cố hư hỏng tại khu vực đầu mối. trong quá trình khắc phục sửa chữa có thể bùng đất xâm nhập vào hệ thống đường ống gây ra tình trạng trên. đại diện nhà máy nước Bắc Cẩm xuyên cho biết thêm, nhà máy có công suất thiết kế 5.200 m3 ngày đêm, vận hành cấp nước sạch cho 5.700 hộ dân ở 4 xã Cẩm Mỹ, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Vịnh và một số thôn ở xã Cẩm Duệ. Chiều 24 tháng 10, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Cự Khê, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển và ông Đoàn Viết Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Oai đã tiếp tục họp với đại diện các tổ dân phố, các cư dân khu đô thị Thanh Hà, công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà, chi nhánh dịch vụ nhà ở Thanh Hà và các đơn vị liên quan để xử lý việc cư dân thiếu nước sạch. Tại cuộc họp, ông Dương Đình Trình, Phó Giám đốc công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà cho biết Ngày 23 tháng 10, đơn vị đã làm việc với Sở Xây dựng cùng một số đơn vị cấp nước thống nhất tăng cường nước sạch cho khu đô thị Thanh Hà từ 12 giờ ngày 24 tháng 10. Cũng theo ông Trịnh, chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư phát triển địa ốc Sinco 5 đã bổ sung thêm nhiều bồn nước. Từ ngày 24 tháng 10 sẽ triển khai bồn 5 mét khối lắp đặt tại sân chung của các chung cư. Về việc này, đại diện chi nhánh và dịch vụ nhà ở Thành Hà cho hay, đã có kế hoạch thâu rửa bể làm bể mái theo hình thức cuốn chiếu. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Kiển cho hay, sáng 23 tháng 10, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đã chủ trì cuộc họp, mời nhiều đơn vị liên quan để có nguồn nước cung cấp đủ cho khu đô thị Thanh Hà. Theo ông Kiển, trong ngày 24 tháng 10, qua kiểm tra, lượng nước về khu đô thị Thanh Hà chỉ đạt 180 mét khối. Nếu cấp liên tục 24 giờ cũng chỉ đạt hơn 4.000 mét khối một ngày đêm và chưa đạt 5.000 mét khối ngày đêm như kỳ vọng. Sở Y tế Quảng Nam cho biết vừa có văn bản gửi các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường công tác chẩn đoán và điều trị bệnh quýt mò. Theo đó, vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Quảng Nam tiếp nhận bệnh nhân nữ vào cấp cứu. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân nhiễm Berhalterial Sodomalay, nguyên nhân gây ra bệnh quýt mò, hiện tại bệnh nhân đã tử vong để chủ động phát hiện sớm điều trị kịp thời giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ tử vong do bệnh whmore sở y tế quảng nam yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường truyền thông trong bệnh viện để người bệnh người nhà bệnh nhân nắm được các biện pháp phòng chống bệnh do bệnh có biểu hiện lâm sàng đa dạng và khó chẩn đoán nên sở y tế chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh khi có ca bệnh nghi ngờ cần tổ chức hội chẩn khoa hội chẩn liên khoa liên viện để kịp thời chẩn đoán và chỉ định xét nghiệm cho phù hợp. Trước đó, trưa ngày 11 tháng 10, Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Quảng Nam tiếp nhận bệnh nhân nữ NTTV 47 tuổi, trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao, khó thở, mệt mỏi, thở gắng sức. Sau khi được xử trí cấp cứu, bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi nặng, theo dõi nhiễm khuẩn huyết, bệnh kèm đái tháo đường tiếp 1, bỏ điều trị khoảng 1 năm, biến chứng suy hô hấp cấp, tăng đường máu cấp. Đến 16 giờ 45 phút ngày 11 tháng 10, do tình trạng diễn biến xấu, tiên lượng nặng nên bệnh nhân được hội chẩn và thống nhất chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng điều trị nhưng không qua khỏi. Ngày 14 tháng 10, Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Quảng Nam nhận được kết quả cấy kế máu và cấy đàm của bệnh nhân V gửi về với kết quả bệnh nhân nhiễm Bohoteria Sodomale. Tối ngày 24 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thông tin chính thức về vụ lũ quét cuốn trôi 4 du khách tại khu du lịch làng Cù Lần, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, khoảng 13 giờ 30 phút chiều ngày 24 tháng 10, 4 du khách người Hàn Quốc đi xe rip do nhân viên lái xe khu du lịch làng Cù Lần chở tham quan trải nghiệm dọc suối thì bất ngờ bị lũ quét trong 5 người trên xe, có 2 người thoát ra ngoài, bị thương gồm một lái xe và một du khách ba du khách còn lại tiếp tục bị lũ cuốn trôi. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, thông tin đến cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được thi thể ba du khách bị cuốn trôi. Vị trí xa nhất tìm thấy thi thể nạn nhân cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 2 km về phía hạ lưu. Thi thể các nạn nhân đã được đưa về bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng bảo quản, tiến hành các thủ tục theo quy định. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ và Minh Chính đã ký công điện chỉ đạo khắc phục sự cố lật xe do lũ tại khu du lịch làng Cù Lần. Theo công điện, Thủ tướng và Minh Chính gửi lời thăm hỏi chi buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình người bị nạn. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Ngoại giao theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chủ trì phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và các cơ quan có liên quan khẩn trương xử lý các vấn đề liên quan, hỗ trợ là hậu sự cho các nạn nhân theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, Thủ tướng và Minh Chính yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan có liên quan xử lý khắc phục hậu quả sự cố nêu trên theo đúng quy định kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong cả nước tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Chánh mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Bùi Tiến Lực sinh năm 1986 quê Ninh Bình, Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 1990, quê Kiên Giang, Trần Thanh Hòa, sinh năm 1991, thành phố Thủ Đức và Phan Thanh Hải, sinh năm 1996, quê Đồng Nai. Theo đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Kiên Giang để thu thập tài liệu chứng cứ truy bắt những kẻ trong đường dây đang lẫn trốn. Theo thông tin điều tra, vào năm 2017, do cần tiền tiêu xài nên bồi tiến lực đăng bán thận trên các trang mạng xã hội và được một người đàn ông chưa rõ lai lịch liên lạc hỏi mua thận với giá 250 triệu đồng. Lợi dụng nhu cầu cần cấy ghép tàn thận, từ khoảng đầu năm 2022, bốn người trên hình thành đường dây mua bán thận. Họ tìm người bán thận theo yêu cầu, nhóm máu, độ tuổi, quê quán, sau đó sẽ báo lại cho người có nhu cầu ghép thận để thỏa thuận giá cả rồi làm các xét nghiệm và lo ăn ở trong thời gian chờ ghép thận. Nhằm đối phó và qua mặt sự kiểm tra của bệnh viện, nhóm này làm giả các giấy tờ cần thiết như giấy đăng ký kết hôn, giấy đăng ký khai sinh, xác nhận của chính quyền địa phương để bệnh nhân nộp làm thủ tục hiến thận và nhận thận. Bước đầu, công an xác định nhóm này đã thực hiện 28 giao dịch mua bán tàn thận, trong đó có 13 trường hợp đã cấy ghép thành công. Mỗi trường hợp cần mua thận các bị can ra giá từ 400 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, họ chỉ trả cho người bán thận từ 260 triệu đồng đến 400 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của bốn bị can và những liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đồ vật có liên quan đến vụ án. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bình Chánh tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định mới đây lãnh đạo ủy ban nhân dân xã hợp châu huyện tam đảo vĩnh phúc cho biết người phụ nữ tên hát trú huyện bình xuyên vĩnh phúc đã dùng xăng tự thiêu tại khu vực cổng trường học nhờ được cứu chữa kịp thời nên sức khỏe chị hát đã ổn định trước đó khoảng 16 giờ ngày 23 tháng 10 tại khu vực cổng trường học ở xã hợp châu nhiều người dân hoảng hốt khi thấy người phụ nữ đổ xăng lên người rồi tự thiêu rất may thời điểm này nhiều phụ huynh đi đón con nên đã hô hào kịp thời dập được lửa và đưa người này vào viện một người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào sáng 23 tháng 10, người phụ nữ đã xuất hiện ở khu vực này, sau đó di chuyển đi nơi khác. Đến khoảng 14 giờ, người này lại xuất hiện. Người phụ nữ mang theo hai chai xăng, sau đó tự đổ lên người rồi bật lửa. Có người cố gắng ngăn cản nhưng không được. Sau khi ngọn lửa tắt, người phụ nữ nằm bất động trên đường và bị bỏng từ đầu xuống phần ngực. Thông tin ban đầu, người phụ nữ tự thiêu tên Hát, chị Hát trú tại huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Nguyên nhân ban đầu được cho là ghen tuông. Chị Hát nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác nên đã có hành động dài dột như trên. Công an tiếp tục điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhân viên khu du lịch Làng Cù Lần ở xã Lát, huyện Lạc Dương, lái xe UAS chở khách 4 người khách Hàn Quốc, hai nam hai nữ, tham quan trải nghiệm dọc suối bị lũ quét cuốn trôi, Ô tô lật úp sau tai nạn, tài xế và một nam du khách thoát được đưa ra ngoài. Xong, người khách tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau đó, lực lượng chức năng tìm được thi thể ba du khách cách vị trí bị nạn khoảng 2 km về phía hạ lưu. Các nạn nhân được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng bảo quản, tiến hành các thủ tục tiếp theo. Con suối nơi xe gặp nạn hình thành từ các khe trong rừng, nước sâu 30-40cm. Sau khi mua vé 100.000 đồng, khách được ô tô chở quãng đường hơn 200 mét dưới dòng suối. Các ô tô xuất phát nối tiếp nhau sau chừng vài phút, mỗi xe chở 4 khách. Thời điểm ô tô chở khách Hàn Quốc gặp sự cố, một xe khác cũng bị nước cuốn, song các hành khách an toàn. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo huyện Lạc Dương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo việc tìm kiếm các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo điều tra làm rõ vụ lũ cuốn trôi ô tô chở khách khiến 4 du khách nước ngoài tử vong. Liên tục 3 ngày qua, nhiều địa bàn ở Lâm Đồng xảy ra mưa rất lớn. Khu du lịch Làng Cù Lần, nằm cách trung tâm Đà Lạt hơn 20 km, nơi đây có nhiều phong cảnh đẹp, rừng thông hoang sơ, thường được du khách ghé thăm. Ngoài mức vé vào cửa 60.000 đồng, khách có thể tham gia nhiều trò chơi, trải nghiệm. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện chỉ đạo khắc phục sự cố lật xe do lũ tại khu du lịch Làng Cù Lần. Theo công điện, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình, người bị nạn. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan tiếp tục chỉ đạo triển khai các công việc cần thiết để khắc phục nhanh hậu quả sự cố, cần nhanh chóng xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các sai phạm nếu có theo đúng quy định của pháp luật. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Ngoại giao theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chủ trì phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và các cơ quan có liên quan khẩn trương xử lý các vấn đề liên quan, hỗ trợ lo hậu sự cho các nạn nhân theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan có liên quan xử lý khắc phục hậu quả sự cố nêu trên theo đúng quy định, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong cả nước tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch. Những nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.